Lại hoa hậu này. Xe gì mà nhiều hoa hậu đi thế nhở? Yamaha Grande hoàn toàn mới đó. Chị gái tôi mới mua con này. Bạn có muốn mượn không? Tôi mượn cho bạn đi luôn. Ok, vậy hôm nay nhân dịp có xe đẹp, hai đứa mình làm chuyến check in Hà Nội nhá. Ừ, được đấy. Alo, hôm nay chị có đi đâu không? Em mượn xe Grande một tí nhá. Ok, được nha em. Cảm ơn nha. Wow, mình không nghĩ xe nhỏ mà cốp rộng như thế này đâu nha. Cốp này rộng 27 lít đó. Điều mình thích nhất là hãng xe đã trang bị một chiếc đèn tinh tế ở đây nè. Mình đi nhá. Xe này trọng lượng là bao nhiêu cân không? Theo công bố của Yamaha thì xe chỉ nặng khoảng 101 cân thôi đó. Wow. Chúng mình kết thúc hành trình ngày hôm nay ở đây thôi nhỉ. Vạch xăng không giảm tí nào nè, mặc dù chúng mình đã đi qua rất nhiều nơi tại Hà Nội. Không hổ danh là mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam. Mình nghe nói Grande chỉ tiêu thụ 1,66 lít trên 100 km đó. Thế thì có lẽ còn tiết kiệm xăng hơn cả xe số nhở? Đúng rồi. Ngoài ra Grande còn được coi là hoa hậu xe tay ga. Hẳn đây là lý do tại sao nhiều hoa hậu chọn dùng Grande đến vậy. Đúng rồi. Chị bạn mua xe ở đâu đấy? Chị mình mua xe ở Yamaha Tao Group đó. Vài hôm nữa bạn cùng mình qua đấy mua xe nhá. Ok. Yamaha Tao Group là hệ thống các cửa hàng chính hãng được điều hành trực tiếp bởi Yamaha Motor Việt Nam nên luôn đảm bảo bán xe đúng giá niêm yết.